Xin chào quý bà con thân yêu, hiện tại bây giờ trên màn hình của quý bà con chúng ta đây là một cái cây măng cục Thái. Lá mà con chúng ta sẽ thấy nó khác so với bình thường. Hiện tại bây giờ thằng Anh thì cũng có cái măng cục tháp cành đó, nhưng mà riêng đối với thằng này đây là măng cục Thái, và Willow Farm sẽ sản xuất theo phương pháp Thái mà tháp cành luôn để cho bà con chúng ta nhân trái. Và đặc biệt cái loại măng cục Thái này mà con chúng ta sẽ thấy có cái đặc điểm là lá nó sẽ khác so với cái lá măng cục bình thường của chúng ta. Cái lá nó khi mà anh sờ vào á, thường thường á là bà con thấy cái lá măng cục bình thường nó sẽ có cái độ nhúng, tức là cái độ dày của lá nó có, sờ vô chúng ta sẽ thấy nó bóng và nó căng giống như lá lan. Còn đối với lá măng cục Thái mà con sờ vô á thì nó mỏng, nó không có dày, và nhìn cái lớp hằn gân của nó thì cũng khá là rõ. Có thêm một đặc tính của măng cục Thái nữa là loại này nó rất là nhanh trái. Nếu mà con chúng ta chăm sóc kỹ mà đúng vụ nha, tại măng cục một năm có một vụ thôi, mà đúng vụ thì tầm khoảng là 2 năm rưỡi là bắt đầu cho trái. Còn nếu không đúng vụ thì cộng thêm 6 tháng nữa thành ra 3 năm. Tức là măng cục nó sẽ bắt đầu cho trái vào khoảng cuối năm và thu hoạch vào cuối năm trước và thu nhập vào giữa năm sau, vào khoảng mùa hè như thế này. Đó, bà con nghe tiếng ve kêu không? Và thêm một cái đặc tính nữa của măng cục Thái là bà con thấy là nó chia cành rất là nhiều. Này là bác nói nhiều cây quá, chổi không kịp. Bà con thấy tay chi nó nhiều không? Cây này là 5 năm. 5 năm và bà con biết là nó đã cho trái, mùa này là mùa thứ 2 rồi. Mùa này thứ 2. Mà nhìn nãy giờ bà con thấy chắc nghĩa là thằng này nó ít trái vẫn. Thêm một cây măng cục Thái có một cái đặc tính nữa là trái của nó không có khoe. Trái của nó là nó sẽ núp lùm. Đây, nghe coi nó núp lùm. Đó, núp lùm. Khủng khiếp chưa? Đó, núp lùm trong này. Rất là nhiều nha. Rất là nhiều măng cục Thái. Thật sự ra là hồi nãy giờ Hoàng Anh không có thể nào dùng được cái từ hoa mỹ nào để có thể mô tả cho nó được. Trái bà con chúng ta sẽ nghĩ là nó hơi nhỏ đúng không? Dạ không có nhỏ đâu bà con. Tại vì trái này, cây này bác không có, bác vườn bác tới cả hecta mà có hai vợ chồng. Thành ra là không có chăm sóc nhiều, không có chăm sóc đều. Nên là cây, đây con thấy nè, xà dưới đất là có trái luôn. Còn cây măng cục thường của mình á, là sẽ cao lên mới có trái đó. Đây mà con thấy là con nít hái măng cục cũng được luôn, ngồi xuống nó hái luôn nha. Em bé chúng ta hái măng cục vẫn được. Và thêm một cái hay của măng cục Thái nữa đó là nó sẽ mỗi năm nó đều cho trái bà con, nó không có bỏ vụ giống như măng cục mình. Tuy nhiên nếu mà năm này sai rồi thì năm sau bà con chúng ta đi dinh dưỡng không đầy đủ thì có thể là nó sẽ thưa trái hơn năm này. Năm nay, tuy nhiên là bà con chúng ta nhớ cho Hoàng Anh thì cái loại giống thì nó cũng đã cho chúng ta một cái khả năng là cho trái liên tục rồi, nó không có bỏ vụ giống như măng cục thường. Nhưng mà bà con chúng ta muốn cho trái nó sai và trái nó lớn, năng suất cao, nặng ký thì bà con chúng ta cần phải đi cái bộ dinh dưỡng cho nó hợp lý. Đây là một câu đầu tiên đúng không? Để Hoàng Anh đi kiếm thêm cây khác, mời bà con chúng ta theo chân Hoàng Anh nha. Và trong video này Hoàng Anh chỉ đơn thuần là chia sẻ với quý bà con chúng ta có một cái loại cây, đó là cây măng cục Thái nhanh trái. À, bà con thấy trái quá trời quá đất, nó chi chích à. Mà cây này rất là thấp. Đây Hoàng Anh đứng vô trong cái cây này cho bà con chúng ta xem, cây này thấp tè à. Còn cây măng cục của hạt của chúng ta là phải 5 năm tới 7 năm, còn cây măng cục thấp cầm thường thì cũng 2 năm rưỡi luôn, nhưng mà trái nó sẽ không có sai bằng cái loại này. Đây nè, nghe em mở dở dày nè, nghe thấy nè, đó. Cái ham thiệt chứ ha. Đây, quý bà con nào mà thích cây che bóng mát thì chúng ta con tàn sớm hơn xíu nè, và nó đặc biệt nó có hơi, nó hơi hơi ấy nha, hơi hơi phấn nhẹ nha. Đó, bà con thấy là rất là đã luôn. Măng cục đặc biệt khi chúng ta xử lý trái thì bà con chúng ta cứ làm sao ạ? Khô hạn dùm Hoàng Anh là được. Ngắt nước, gọi là ngắt nước khô luôn. Khô và ngắt nước luôn. Đây, cây này bà con thấy nè, là xà. Để quanh ngồi xuống cho bà con chúng ta hình dung. Đây, ngay quay cái góc rộng ra cho bà con hình dung là Hoàng Anh đang ngồi. Hoàng Anh đang ngồi và Hoàng Anh đang đỡ cái trái măng cục của chúng ta lên. Có quý vị nào đang thèm gỏi gà trộn với măng cục không? Thì đây là những cái trái măng cục để chúng ta có thể làm gỏi gà. Nhiều quý bà con nói măng cục đây nè, bà con thấy nè. Dĩ nhiên là khi măng cục nó còn nhỏ thì nó hơi hơi có mủ nhẹ nha bà con nha. Khi nó lớn lên thì nó sẽ tiệt mủ. Và Hoàng Anh thì ăn cái măng cục Thái này, khi mà bác cho thì Hoàng Anh thấy mủ cũng khá là ít, không có nhiều. Thêm một cái đặc tính hay của thằng măng cục Thái nữa, đó là cái vị ngọt của nó. Nó sẽ ngọt hơn so với măng cục của mình rất là nhiều. Anh Nghi ngồi xích quanh đây nè cho nó mát nè. Bà con biết ha, cái thằng măng cục này nè, bà con biết đó là khi mà quanh ăn đó,
quanh ăn và quanh so với so một cái cây măng cục. Cây này là tầm khoảng 5 năm tuổi. Một cái cây măng cục 5 năm tuổi cho trái mùa số 2. Nó ngọt hơn so với một cái vườn măng cục mà Hằng Anh đang ăn và Hằng Anh đang mua để Hằng Anh biếu. Đó là cây đó tầm khoảng 20 năm rồi. Vườn của chị Năm gần sát bên công ty Hoàng Anh. Thì Hoàng Anh thấy cái vườn đó nó độ chua nó nhiều hơn. Nếu quý bà con nào thích chua đậm, chua nhiều hơn ngọt thì ăn cái vườn chua nhiều hơn á, thì ăn cái vườn của chị Năm, cây 20 năm tuổi, măng cục hạt thì ok. Còn nếu bà con nào sợ chua nhiều quá, xót bụng, xót ruột thì chúng ta ăn măng cục Thái. Mà cây này 5 năm tuổi là ăn vẫn ok, ăn rất là ngon. Hồi nãy quanh ăn vô quanh cảm thấy rất là wow. Và Hoàng Anh bóc điện thoại lên, gọi điện thoại cho người chị của mình liền. Một người là chuyên thương mại về trái cây và rất sành về trái cây. Và anh có chia sẻ là em hôm nay thì em có tiếp xúc với một cái vườn măng cục như vậy, rất là sai trái, rất là nhiều trái. Và Hoàng Anh khi mà Hoàng Anh là có dịp làm việc với quý bà con chúng ta nhiều, Hoàng Anh hay trao đổi nói chuyện với quý bà con ấy, thì hôm trước có nói chuyện với một người anh cũng khá là thân ở Bình Phước, thì anh chia sẻ là sao cây măng cục của anh trồng 4-5 năm rồi thấy nó đứng lì, nó không lớn. Và cái thứ nhất là những cái cây mà xưa đất của anh mua đó, thầy thấy có những cái cây nó khá là cao rồi mà nó lại không có trái em ơi. Thì khi bà con chúng ta vướng vào cái vấn nạn đó thì Hằng Anh hay chia sẻ là đối với măng cục hạt á, thì phải 5 năm tới 7 năm mới có trái. Và măng cục hạt của chúng ta thì có thời điểm nó có trái, có thời điểm nó không, có mùa nó có trái, có mùa nó không, chứ không phải năm nào nó cũng có trái đều. Thì măng cục Thái theo cái dạng tháp cành mà Hằng Anh sắp sẽ sản xuất đây thì nó sẽ giúp cho quý bà con chúng ta khắc chế việc này. Thứ nhất là nó có trái sớm, thứ hai là nó có trái sai, cái thứ ba là nó ngọt hơn so với bình thường. Và cái thứ tư nữa là nó không có bỏ vụ. Không bỏ vụ tức là sao? Trong nhà Năm dùng từ không bỏ vụ tức là năm nào nó cũng có trái nha bà con nha. Còn trái sai hay trái nhiều, nặng ký hay không nó phụ thuộc vào cái chế độ dinh dưỡng mà quý bà con chúng ta cung cấp cho cây măng của mình. Nhìn một cái cây măng khủng khiếp, chưa không phải là cái chùm này sai không đâu. Bà con chúng ta nhìn luôn trên phía trên này. Quay điệu nó lên cho bà con chúng ta xem này. Nè, đó. Rồi, ở trong này nó giấu trái ở trong này rất là nhiều nè bà con, nó giấu nè. Đây nè. Ủa da. Ông Nghi đang bất chấp luôn, giờ đầu cổ gì không cần quan tâm nữa. Thôi, đi vô đây là bắt đầu nó như nhánh này nó gãy á. Bên này cũng vậy. Cây nào cũng như cây đó. Bà con nhìn bên ngoài không có trái phải không? Bên vợ mà hồi nãy giờ là chú nói là chú đã hái trong nhà một lượt rồi đó. Cây này chắc hái nhiều rồi anh Nghi ơi. Đó, còn mấy trái điểm điểm đó. Cây này chắc hái nhiều rồi. Cây này hái nhiều rồi đó. Nãy bác hai lùng nhìn thấy thương gì đâu á. Đó, treo lủng lẳng quá trời quá đất mà nguyên một vườn là như vậy luôn bà con nha, nguyên một vườn luôn. Đó, bà con thấy cây này hồi nãy là chắc chắn đã hái nhiều rồi. Đây, cùi hái nè. Cùi nè, hái nhiều rồi. Cây này hái rất nhiều rồi. Chứ không mà cây này nó cũng còn nhiều lắm. Mà bà con có để ý không, cây măng cục Thái là cái khèo á, cái khèo nó ra rất là nhiều. Mà măng cục á là nó sẽ có trái ở đâu bà con? Đầu. Nó có trái ở đầu đọt. Như vậy khèo nhiều á thì nó sẽ ra trái nhiều nha bà con nha. Khèo nhiều thì nó sẽ ra trái nhiều. Rồi, tiếp tục đi tìm thêm cây khác thôi. Để cho quý bà con, mấy cây này thì chắc là trồng sau rồi, nó còn nhỏ quá mà. Đây, nó đang ra trái ấy nữa đây. Đang ra trái mới nữa đây. 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 Nhìn thấy cái bông thấy rất là dễ thương ha bà con ha. Đây. Đây. Đó, đợt sau coi như là nếu mà cái vườn này thu là bà con vừa bán sớm vụ nè, vừa bán trong vụ, vừa bán cuối vụ luôn. Làm trái cây mà làm coi như là làm siết luôn. Đây. Quá trời quá đất luôn nè. Thiếu dinh dưỡng là trái nó sẽ bị khô nha, thiếu canxi là trái nó sẽ bị rụng nha. Đó, bà con coi nè, đó. Đó. Thấp hơn cây nho. Thấp hơn cây nho. Đây, đây bà con thấy cây bé tí, cây này chắc tầm khoảng 3 năm gì cho trái mùa đầu. Đằng đây nữa bà con. Cây cứ thấp vậy đó mà cứ có trái hoài, có trái miết có vậy đó. Đây. Đây nè bà con nè. Đó. Cây này là bác xịt chưa có kỹ nè. Đây, nó giấu trái từ lưa từ la trong này. Giấu dữ lắm, giấu nè. Đó, bà con thấy không? Cây này nhỏ xíu nè, quanh đứng đây cho bà con coi nè. Cây ngắn ngủn, quanh cao hơn luôn cả cái cây luôn. Rồi, bà con muốn coi trái, bà con phải ngồi xuống là xạ dưới. Đây, nè, trời ơi, nó núp dữ lắm à. Nó không có bung ra ngoài cho bà con chúng ta xem đâu nha. Tại trái măng cục mà bà con đưa ra, nó mà bung ra ngoài nhiều quá, nó cũng bị nám trái nha bà con nha. Rồi sau lưng anh Nghi có cây khác nữa kìa.
Nhi khi mà lạc vào cái vườn này thực sự ra mình rất chi là ái mộ cái khả năng xinh đẹp sinh sản của bạn này. Mở mang ha. Mở mang ha. Rồi mở mang tầm mắt nữa. Trời ơi. Cây nào nó sai khủng khiếp sai luôn. Nấp dữ lắm anh yêu ơi. Đây. Đây. Đây, đó, bên này nè, đó. Nhìn gọi gọi qua bên này. Khủng khiếp chưa? Mình cũng đi hết vườn cho bà con chúng ta coi luôn. Đây là măng cục thái theo phương pháp tháp cành nha bà con nha. Thái cũng to nha, không nhỏ nha. Trái ít thì dinh dưỡng đầy đủ. Trái nó to. Chú hồi nãy chú vườn chú cả hết hai vợ chồng. Đây nè nghe nè, quá trời quá đất mà này là không tỉa đó nè. Không tỉa nữa. Cái dưới đó là một cây khác, còn bên này là cây khác nè, cây em đang cầm một cây khác nè. Đó. Ha, à, rồi, anh Nghi quay phía bên này. Đó, quá trời quá đất bà con thấy nè. Điểm xưa xiết luôn đây. Tiếp tục nha bà con nha, theo chân quanh nha. Vườn của bác rộng quá. Con riêng mình con không sợ. Hên có anh Nghi. Đây. Bà con coi nè, nó núp nè. Ghê gớm chưa? Đó. Mấy ông thần này ông nằm vậy rồi lỡ mình đi hái mình sót sao trời. Mà không mà khi nó chín nó cũng điểm thôi mình thấy ha. Ai có ăn gỏi gà măng cục thái liên hệ Hoàng Oanh nha. Rồi đó. Đây, đây nữa nè. Trái bự nha. Mà bác để cái cành thấp quá em cũng ớn quá, đi không biết rắn rít gì không. Đây, con thấy nè ha. Đây nữa nè. Đây, đây có một cái trái đó điểm rồi nè. Trái nó điểm nè, thấy có phấn phấn nhẹ nhẹ nè ha. Rồi ơi, bên này nè, Nhi quay bên kia là Nguyên thấy dữ lắm, thấy luôn nè. Cây này 5 năm nha bà con nha. Còn mấy cây nhỏ nhỏ hồi nãy giờ á là theo phương pháp nhân giống, cái nhân giống ra từ từ thì nó sẽ ranh của bác ở đâu trời. Ở đây có Hoàng Vân Thái luôn. Bà con nào mà hay hỏi thằng anh là trồng sen cây gì với cây măng cục, hoặc là mô hình trồng sen nào thành công. Đây, mô hình trồng sen là Hoàng Vân Thái trồng sen với lại măng cục Thái. Đây là một mô hình rất là thành công. Tại vì thằng bon bon mà con thấy nữa, sau này mấy cái chi này nó cứ vọt vọt lên. Đâu có thằng nào chia tàn nhiều, nó cứ vọt lên không à. Nè, bon bon Thái nha bà con nha. Đây. Ngọt. Đây bà con. Cây này giỏi chừng 5 năm gì. Cho ra bông tự nhiên. Không có kích bông gì trơn á. Nãy giờ nói chuyện với bác rồi. Muốn kích bông gì hết mà vậy đó. Trời, anh Nghi quen đây nè. Thôi đó, măng cục. Cây này rất là thấp luôn. Nó xíu xíu hà. Mà đã cho trái vậy rồi. Chứ không, thằng anh không phải quay cây lớn đâu. Quay cây nhỏ, cây 5 năm tuổi thôi. Đó. Mà con thấy trái khủng khiếp trái chưa. Rồi một mô hình trồng sen thành công nữa là măng cục sen với bòn bon nha bà con nha. Rồi trong video nãy giờ mà Hoàng Anh cứ bắt bà con chạy chỗ này, bắt bà con chạy chỗ kia là Hoàng Anh muốn quay một cái mô hình về cây măng cục Thái, một cái loại giống mà Hoàng Anh đang chiêm nghiệm. Rồi Hoàng Anh sẽ nghiên cứu thêm để Hoàng Anh quyết định xem là có gửi đến quý bà con chúng ta để cùng nhau phát triển cái loại này ở Việt Nam hay không. Cái đặc tính vượt trội của nó là nó không bỏ vụ, phát triển nhanh, kháng sâu bệnh tốt, có trái sớm tầm khoảng 2 năm rưỡi tới 3 năm bắt đầu cho trái rồi. Không bỏ vụ là một đặc tính rất hay của thằng măng cục. Bà con thấy để ý nhiều khi trên thị trường năm thì quá trời măng cục, con năm thì không thấy trái nào hết trơn, phải nhập bên Thái về để bán. Tại vì Việt Nam chúng ta bị bỏ vụ á bà con. Và thêm một cái nữa là thằng này á là phân thuốc đồ này kia của nó cũng dễ, không có khó giống như là sầu riêng hay những loại khác. Và nếu bà con chúng ta muốn tận dụng tối đa cái diện tích đất trồng của mình thì bà con chúng ta có thể trồng sen với lại bòn bon Thái. Ở trong này là lão sư đã áp dụng rất là thành công mô hình này. Thậm chí ở trong khu vườn này còn có cả sầu riêng Musakin. Nhìn vô y chang như đồn điền của Malaysia luôn. Là tới 10 mấy 20 năm tuổi cũng có luôn bà con. Một người nông dân rất giỏi. Thằng anh sẽ rất là vinh dự để giới thiệu bác trong những cái video tiếp theo. Nếu quý bà con chúng ta yêu mến Willow Farm và yêu mến những người nông dân giỏi như thế này thì bà con chúng ta có thể đăng ký kênh siêu thị cây giống Willow Farm để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Hoàng Anh thực hiện để chia sẻ với quý bà con chúng ta nhé. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại.